Mang theo chó về miền Tây chơi, đi qua cầu Giáng, Boss gặp sự cố khiến con sen kêu trời. Sau đó chú chó đang lon ton theo chủ đi qua cây cầu Giáng. Ai mà có dè đâu, ông chủ vừa đi vừa nói chuyện hăng say, tự nhiên cái đứng lại làm chú chó đang đà đi tới, không biết quẹo đường nào nên lọt luôn xuống mương rau muống. Trời, tôi khổ tâm thật sự luôn á. Rất may là mò lên kịp thời, chú chó vẫn bình an. Tuy gương mặt có hơi thất thần, biến sắc một chút xíu. Đoạn clip sau khi đăng tải đã khiến cho cộng đồng mạng một phen cười nắc nẻ trước hình ảnh cả chủ lẫn chó đều hoảng hốt khi lần đầu đi cầu bán mà bị lọt xuống mương. Một bài bình luận được mọi người để lại: tại ông đang đi tự nhiên dừng lại, không dừng lại thì tôi đâu có té. Đang đi cái thứ gấp chi, làm người ta mất lái cắm đầu xuống mương luôn. Dớt lên cái mặt thằng nhỏ điêu đứng luôn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hồi mỗi ngày. Thank you.